Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các kinh kệ và pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong em có kiếp có tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên thủy tụng, hiện tỏ như lan nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 741, kinh Ngũ Cổ Chương Cú, Hải Dịch Đời Đâm Tấn, Sa Môn Trúc Đàm, Vô Lan, người xứ Tây Vực. Đức Thế Tôn nói: Trong năm đường nơi ba cõi bị sinh tử không ngừng, có năm khổ. Một, khổ của chư thiên. Hai, khổ của cõi người. Ba, khổ của súc sinh. Bốn, khổ của ngạ quỷ. Năm, khổ của địa ngục. Khổ của cõi trời. Từ cõi trời thứ nhất cho đến cõi trời thứ 28, ngoài trừ trời tứ A Na Hàm giữa năm giới, tu tập 10 nghiệp thiện, được chứng được thiền thứ tư nên sinh lên cõi trời này. Các cõi trời khác vì không có tâm đạo tuệ nên bị sinh già bệnh chết. Cũng có cõi trời sống rất lâu, tùy theo nghiệp tạo từ đời trước nên tuổi thọ có dài có ngắn. Chư thiên có hai tai họa lớn, mạng hết và kiếp hết. Có ba nhân duyên làm cho kiếp hết: một, đại hỏa; hai, đại phong; ba, đại thủy. Có bảy hiện tượng làm cho mạng hết: một, ánh sáng trên đỉnh đầu tắt; hai, hoa trên đầu héo; ba, sắc diện thay đổi; bốn, bụi đất dính trên áo; năm, dưới nách tiết ra mồ hôi; sáu, thân hình gầy ốm; bảy, ruồi dính trên thân tự nhiên lìa khỏi chỗ ngồi. Khi gặp thủy tai với cơn đại hồng thủy, cả 15 cõi trời đều bị tiêu sạch. Khi gặp phong tai thì gió lớn tùy lam từ bốn phương nổi lên, phải bay cả núi Tu Di và các núi đá khác. Những ngọn núi ấy va chạm vào nhau nát tan như bụi phấn, không còn gì cả. Khi gặp hỏa tai thì cả 7 mặt trời xuất hiện cùng một lúc và đứng yên, do không chuyển động nên thiêu đốt bụi trụi tất cả trời đất giống như vàng nung chảy. Toàn bộ dục giới đều bị tiêu sạch. Tứ thiên là trên hết, tôi sống 80 ức 4.000 vạn kiếp cũng không phải chết, rơi vào 8 điều ác. Đó là một khổ. Khổ của loài người có hàng trăm ngàn xứ khổ. Con người thật là khổ cực, từ hạng nô tỳ cho đến kẻ ăn xin bần cùng ti tiện. Còn những bậc phú quý tuột bậc như đế vương, chuyển luân thánh vương đều bị sinh già bệnh chết. Người nào đói khát lạnh nóng, thống khổ ưu sầu, tai họa hoặc bị lao tù phạt hình, lửa thiêu đốt, nước nhấn chìm, rơi xuống hầm hố, hoặc bị đá, dao gậy, ngựa kéo oan gia và cướp giết hại lẫn nhau, có rất nhiều cách chết. Vì chưa ra khỏi ba cõi nên tất cả chúng sinh đều có những thứ khổ ấy. Khổ của súc sinh. Dưới từ loài sâu bọ, côn trùng, bò, hoàng mèo, nhỏ bé, chim bay, thú chạy. Trên đó các loài voi, rồng, chim cánh vàng đều là súc sinh. Chúng cũng biết lạnh, nóng, đói khát, lo buồn, đau khổ, con mạnh thiếp con yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Và có loài bị kẻ đồ tệ săn lùng, đặt bẫy, lưới để bắt rồi lấy thịt cung cấp cho người. Và có kẻ dùng trăm ngàn mưu kế để bắt giết, không nói thể nói hết. Khổ của ngạ quỷ. Ngạ quỷ có 9 loại. Có loài quỷ thân dài một cho tuần, cổ nhỏ như lỗ kim. Khi đi có từng đốt hút như 500 chiếc xe. Một khi phát ra tiếng thì lửa nơi cổ họng phát ra tự thiêu cháy thân. Nếu thấy dòng nước mà chạy đến thì nước liền khô cạn, không được một lớp, một hớp. Nếu có được thì nước hóa thành máu mủ hoặc là phân dơ hoặc nước đồng. Khi vào cổ thì cháy rát, xuống dưới thì tiêu rụi, không còn gì cả. Vậy mà tội lỗi vẫn chưa hết, thân tự nhiên trở lại như cũ. Điều quả báo như vậy đều do đời trước là người sống đời bạo ngược, khủng bố, trách bức bách người, không theo đạo lý, tham lam, kiêu kỳ, không biết bố thí, nên phải thọ nhận những tai ương như thế. Khổ của địa ngục. Thành vây bằng sắt, rồi vào vạch dầu, lưỡi đao, rừng kiếm, trụ sắt, nước làm sôi, móng mủ, băng lạnh, phân dơ, nước mặn, mũi nhọn, xe bằng lửa, lò than, đinh lửa, 16 mũi tên độc, quạ nhiều, cân cơn, chuồn cáo, cho loài chim nhỏ, chim mỏ cứng bằng sắt bay vào miệng người, rồi xuyên thấu bên trong, ăn cạn ngũ tạng, người ấy không thể trốn tránh ở chỗ nào được. Ngục tội cực khổ, ác gồm có 18 chỗ. Những kẻ bị tội không kể lớn nhỏ, chỉ theo nghiệp nặng hay nhẹ và tự nhận lấy quả báo một kiếp hay nửa kiếp mới hết. Có tội nhân không có khả năng thay đổi, trước khi tội hết đó, thì sinh trở lại thế gian, chịu các thế ương còn sót. Phật nói có 8 chỗ ác: một, địa ngục; hai, ngạ quỷ; ba, súc sinh; bốn, biên địa; năm, cõi trời trường thọ; sáu, tuy làm người nhưng mà bị mù, điếc, câm ngọng, tay chân tê liệt, không có khả năng nghe và nhận; bảy, tuy làm người, số căn đầy đủ, thế trí biện thông, nhưng học kinh điển của thế tục, tin theo tà kiến, cúng tế yêu quỷ hoặc làm đồ tể săn bắt, tâm ý phóng túng, phinh phi, lừa gạt trăm điều, không tin tam bảo,
sau khi qua đời bị đọa trở lại vào địa ngục, từ chỗ tối tăm vào tối tăm không biết bao giờ thoát khỏi. Hay được làm người mà không tin chánh pháp, không phụng thờ Tam Bảo, chỉ bay chánh đạo. Và tám là sinh ra không gặp Phật. Tám ác này cũng gọi là tám nạn. Phật nói, ba đường ác là nhà chung của tất cả chúng sinh. Khi làm người, khi làm trời, giống như làm khách vài ngày rồi trở về nhà. Học giả phải suy nghĩ điều này, cần phải tinh tấn nỗ lực mới có thể thoát khỏi khổ. Thân người khó được, sáu căn loại khó đủ, lời nói khó trúng, tài năng thông minh khó đạt được, hoặc bạn khó lâu dài. Người sáng suốt khó gặp, lòng tin chân chánh khó có, tâm thiện khó sinh, kinh pháp khó nghe, và Như Lai càng rất khó gặp. Thế gian có cây u đàm bát, chỉ kết trái mà không có hoa. Khi nào Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian thì cây ấy mới ra hoa. Để được làm thân người, số căn khó đầy đủ, lại khéo giỏi về biện luận, tài năng thông minh tuệ, sống lâu. Được gặp bậc minh sư, học hỏi phát tâm Bồ Đề, chánh tính không thoái chuyển. Được nghe đầy đủ kinh pháp và ra đời được gặp Như Lai. Đây là do phước ở đời trước, thầy dấu chân người phước đức, giống như đi từ sáng nhiều chỗ sáng. Thầy theo dấu chân của Như Lai đi mãi, không dừng thì sẽ gặp nhau. Hội họp ở đạo tràng không nên làm hư hoại cội gốc ấy, mà quên đi công tu hành ở kiếp trước. Một khi mất ý đạo thì phải bị đau khổ trong nhiều kiếp, cho nên phải hết sức cẩn thận. Tất cả chúng sinh luôn bị giam hãm trong địa ngục. Là địa ngục ấy có 12 lớp thành được bao quanh với 3 lớp gai rào. Có 6 tên giặc cầm đao đứng canh giữ. Những tội nhân trong đó rất khó thoát ra được. Sao gọi là luôn bị giam hãm trong địa ngục? Nghĩa là nói về ba cõi. 12 lớp thành là gì? Là 12 nhân duyên. 3 lớp gai rào là gì? Là ba độc. 6 tên giặc cầm dao là gì? Là 6 tình, 6 căn. Ai đã phát tâm Bồ Đề thì nên giữ trọn vẹn giới cấm, thường hành tứ đẳng tâm đại bi, 4 tâm vô lượng, 6 pháp ba la mật, hành pháp quán sở tất, 37 phẩm trợ đạo, các thiền tam muội, tất cả ý pháp nơi các môn tổng trì, không cao không thấp, vô tưởng vô nguyện, thêm ba cửa giải thoát, chứng được pháp tam trị, phân biệt được ba tướng, ba hướng, thông tỏ về tam đạt trí, không buộc không mở, không cầu ngôi vị chuyển luân thánh vương, là bậc tôn quý trong hàng trời người, không làm lay động tâm, không sợ tội khổ, không kể lao nhọc, luôn nghĩ về chúng sinh, rồi rõ ba cõi là không, không tập theo ba nghiệp, như vậy mới gọi là được ra khỏi chốn tù ngục lâu dài. Biết sự khởi diệt của 12 nhân duyên thì có thể đoạn trừ căn bản si, gọi đó là ra khỏi 12 lớp thành. Biết ba độc tham sân si nên không bị trói buộc, ý không vướng mắc, đó gọi là khổ nhổ được ba lớp gai rào. Giờ rõ sáu tình đều không có gốc ngọn, giống như cây chuối, ý không bị ái trói buộc, như vậy gọi là thoát được sáu giặc cầm dao. Học đạo trước tiên phải hiểu rõ ràng, không có ta, không có người, không ai làm ra mặc cả, mà tất cả đều do duyên sinh. Không có pháp nào mà không từ duyên sinh, nên tạo ra những công đức ức kiếp không mỏi mệt, giống như chim bay trên hư không không để dấu vết. Cũng vậy, người làm phước không để dấu vết, không ai thấy cả, cho nên nó không tạo ra các nhân ác dù nhỏ như mảy lông. Đó gọi là phát tâm Bồ Tát có thể vượt qua khổ ách. Xem nhà cửa như lao ngục, và con tài sản của cả quý báu là con cùm, đám đuối nơi ân ái chính là gánh nặng. Và bảo chúng đệ tử, này thiền nam, thiền nữ, các vị đã xuất gia là lìa được lao ngục, từ bỏ vợ con là cởi được con cùm. Như vậy sao các ông không buông xả gánh nặng xuống? Các sa môn thưa, bạch Thế Tôn, chúng con không có gánh nặng gì cả. Phật nói, tham đắm vào cái ta và người, ta sống lâu, đó là gánh nặng của các ông. Bài đạo học thì không hòa thuận để đi với thân với cư sĩ, đó là gánh nặng của các ông. Muốn cầu được cúng dường chất chứa của riêng tư, đó là gánh nặng của các ông. Bài đạo học thì không hòa thuận để đi thân với cư sĩ, đó là gánh nặng của các ông. Ý mình ở dòng họ cao quý mà cao ngạo ngã mạn, đó là gánh nặng của các ông. Thì mình thông minh mà khinh khi người ít học, đó là gánh nặng của các ông. Phóng túng ngang ngược, không nghe nhận lời căn gián của ai, đó là gánh nặng của các ông. Ăn uống không chừng mực,
uống rượu, than vị ngon, đó là gánh nặng của các ông. Không dùng pháp phục, lại mặc xiêm y của thế gian, đó là gánh nặng của các ông. Bên ngoài làm bộ giống như theo chánh pháp, mà bên trong làm luôn dối trá, đó là gánh nặng của các ông. Không kiềm chế sáu căn, pháp hủy giới pháp, đó là gánh nặng của các ông. Gom góp của cải nơi dân chúng để xây dựng chùa miếu, đó là gánh nặng của các ông. Cúng tế quỷ thần để cầu phước, đó là gánh nặng của các ông. Mượn pháp Phật để làm chú thuật trị bệnh, đó là gánh nặng của các ông. Ngược lại lời Phật dạy, phạm bốn giới trọng, đó là gánh nặng của các ông. Nghỉ ngơi không chừng mực, không trở lại tăng phòng, đó là gánh nặng của các ông. Ai không trút bỏ những gánh nặng ấy xuống thì sau sẽ bị đọa vào địa ngục. Phật nói, có con voi trắng lớn rất mạnh, nó có thể dời núi, phá đất thành khe suối, nhổ cây nghiền đá. Sức mạnh của voi không gì sánh bằng. Có người dùng sợi tóc buộc vào chân nó, con voi ấy tưởng là chân bị què nên không dám cử động. Phật nói các ông nên hiểu rõ ví dụ này, tư duy cho thật kỹ. Nếu có thiền giả sống ở gia đình mà hành đạo nhằm chán tất cả sự vật nơi thế gian, biết rằng tất cả đều khổ, không, vô ngã, trên muôn thức gia, vì đạo mà từ bỏ vợ con, nhà cửa, tìm bên xứ để thọ trì, pháp phục, gần ngày ra đi, dù con quyến luyến, than khóc, buồn thương ai oán, thấy sự biệt ly đau khổ này, thì giả buồn bã liền thay đổi ý chí, vì bị vợ con làm mê hoặc, nó không còn ý chí xuất gia. Giống như con voi bị sợi tóc quấn chân, không thể cử động được, do đó luôn đau khổ. Phật nói, tất cả sức mạnh không gì bằng tâm, tâm là oan gia, nó luôn lừa gạt người, tâm dẫn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, hình tướng ra sao đều do tâm làm ra. Để chiến thắng được tâm để thành đạo thì sức mạnh ấy rất lớn. Tại chiến đấu với tâm phải trải qua vô số kiếp, nay mới được thành Phật, một mình đi trong ba cõi đều do tâm dẫn lối. Tất cả mùi thơm không gì bằng mùi thơm chiên đàn, mùi thơm của nó giá trị như vàng ròng trong cõi Diêm Phù Đề. Lại trị được bệnh, nếu ai bị trúng độc, đau đầu, nóng sốt thì mài vụn chiên đàn thoa lên thân hoặc uống sẽ hết bệnh ngay. Tất cả chúng sinh đều mãn nguyện. Có người được cây chiên đàn rồi bó làm củi để bán nhưng không ai mua. Khi còn tại thế, Đức Phật nói kinh pháp để người đắc đạo, ai cũng đều được độ thoát. Sau khi ngài nhập Niết Bàn, trong thế gian còn lưu lại 12 bộ kinh với số lượng nhiều vô kể, nhưng không ai có ai xem. Cũng như cây chiên đàn bó lại thành củi đem bán mà không ai mua. Trong tất cả cây hôi thối, không cây nào bằng cây y lan. Nó hôi thối ghê gớm, ai cũng ghét và sợ mùi của nó. Cây y lan và cây chiên đàn sinh ra có 4 loại. 1. Cây chiên đàn bị cây y lan bao quanh. 2. Cây y lan được cây chiên đàn bao quanh. 3. Cây chiên đàn mọc thành rừng. 4. Cây y lan bao quanh nhau. Sao gọi là cây chiên đàn bị cây y lan bao quanh? Như trưởng giả có lòng tin chánh pháp, hành theo nẻo đạo, nhưng vợ con ông ta không ai nghe theo. Ngược lại, họ phụng thờ tà kiến ngoại đạo, cúng tế yêu quỷ, không chịu nghe lời ông. Đây là cây chiên đàn bị cây y lan bao quanh. Sao gọi là cây y lan được cây chiên đàn bao quanh? Như có trưởng giả tin theo tà đạo, cúng tế quỷ thần, nhưng vợ con lớn nhỏ trong nhà đều sùng tính tam bảo, không bỏ bát quan trai giới, bố thí làm phước, không lìa sáu độ. Dù trưởng giả quả trách, nhưng họ vẫn cứ lén hành trì. Đây là cây y lan được cây chiên đàn bao quanh. Sao gọi là cây chiên đàn mọc thành rừng? Như có trưởng giả, dòng họ trong nhà đều nghe theo lời của ông ta, không dám trả lời. Họ sùng tính tam bảo, tâm ý hợp nhau, đây là cây chiên đàn mọc thành rừng. Sao gọi là cây y lan bao quanh nhau? Như có gia đình trưởng giả theo tà kiến, là 10 điều ác, cúng tế yêu quỷ, phóng cửa sắc, tấm cửa sắc sinh, rồi cùng nhau vui thích, đây là cây y lan bao quanh nhau. Bốn hạng người này để do tâm ý và hành động từ đời trước khác nhau, cho nên không hòa hợp. Điều này trong kinh luật nói rất rõ về chuyện tội phước. Nếu cúng tế sát sinh cho quỷ ăn, không theo thờ và không ăn những thức ăn ấy, để vào trong núi đầm thấy là chim bay thú chạy, súc súng ăn, không được làm chúng kinh sợ rồi giật thức ăn của chúng. Không thấy đồ tể giết heo dê, đặt lưới săn bắt hoặc giết tội nhân thì không được đứng nhìn và phải tránh bỏ đi. Nếu tránh không được thì khởi lòng đại bi nguyện rằng, người ta thành Phật, trong cõi nước của ta ăn uống tự nhiên, không có các điều ác này. Ngày xưa phu nhân của vua cấp cho mọi người hương thơm, nhưng không cho vợ của tên đồ tể.
do đó tạo nhân duyên oán đối nhau. Có khi tội duyên với phước, có khi phước duyên với tội, tội phước hợp nhau có hai quả. Tâm do tưởng sinh mà gây các hành rồi mọc rễ, đâm chồi sau chịu quả báo. Người vợ của người đồ tể này bị tội duyên với phước sẽ phải nhiều đời đền trả nhau, luôn luôn chịu các khổ. Đó là do không cho hương thơm. Cha con, vợ chồng, anh em trong nhà, bạn bè, đầy tớ đều có năm nhân duyên: một oan gia, hai mắc nợ, ba đền trả, bốn nguyện cũ, năm thân thiết. Sao gọi là oan gia? Như cha con, vợ chồng, anh em, dòng họ, bạn bè, đầy tớ sống gần gũi bên nhau nhưng giết hại nhau, đó là oan gia. Sao gọi là mắc nợ? Như cha mẹ gom góp tài sản bị con tiêu dùng phung phí, sao đó là mắc nợ. Sao gọi là đền trả? Như con cái gom góp tài sản đem cung cấp cho cha mẹ, đó là đền trả. Sao gọi là nguyện cũ? Từ trước phát nguyện muốn làm cho gia đình có tâm thiện, hoan hỷ, cung kính hòa thuận nhau, đó là nguyện cũ. Sao gọi là thân thiết? Đời trước lấy đạo pháp làm nhân duyên, thờ kính lẫn nhau, sau này cùng nhau ở trong pháp sáng suốt, tinh tấn, ý chí hòa thuận, đó là thân thiết. Phật nói: trước kia Thượng Giả Nang Bân Đệ có năm phước đức: một, giờ giấc; hai, thân giáo; ba, nói năng; và bốn, thuần nhất; năm, hòa thuận. Sao gọi là giờ giấc? Nghĩa là ngày đêm sáu thời không quên lễ kính, đó là giờ giấc. Sao gọi là thân giáo? Nghĩa là khi trưởng giả làm gì thì lớn nhỏ trong nhà đều làm theo, đây gọi là thân giáo. Sao gọi là nói năng? Nghĩa là trưởng giả muốn làm gì cũng được, cái làm phước không nói trước với người trong nhà thì họ đều nghe theo, đây gọi là nói năng. Sao gọi là thuần nhất? Nghĩa là mọi người ăn mặc bình đẳng, cho đến nô tỳ cũng vậy, đây gọi là thuần nhất. Sao gọi là hòa thuận? Nghĩa là trên dưới thuận hợp, không chống trái nhau, đây gọi là hòa thuận. Và năm phước này mà hàng nô tỳ, trong ngựa, gia súc, cả loài côn trùng trong nhà ông sau khi chết đều được sinh lên cõi trời. Nếu mọi người trong nhà, người ngủ lại đêm, đi ngang nhà, hoặc chim bay thú chạy ngang nhà ông, cái chết cũng đều được sinh lên cõi trời. Nhà trưởng giả bên trong cửa đóng, giảng nói tụng kinh pháp mà tiếng kinh vang vang không dứt. Nếu ai nghe âm thanh ấy đều vui mừng, vì tâm làm gốc cho nên được sinh lên cõi trời. Trưởng giả được nguyện xưa là do Bố Thí Kiếp đến nay, nói năng thành tín, không khinh khi, dối gạt người, không tạo các điều ác, công đức thuần thục, và năng lực của đại thệ nguyện mà ông ta đạt được như thế. Trong cõi trời đất, khi gặp ba tai họa thì tất cả đều bị hủy diệt, nhưng chỗ của ông trưởng giả thì không sao cả. Vì đại kiếp hết, cảnh giới của Phật gồm có trăm ức núi tu di, trăm ức núi tiết vi đều tiêu sạch, nhưng gặp Phật thì không sao. Như vậy mười phương các cõi Phật, hư không vô tận, chúng sinh vô cùng, cõi Phật vô số, hư không vô biên, chúng sinh vô biên, vô số đại thiên quốc độ, Như Lai đều ở khắp trong đó. Vì thọ mạng là ức kiếp nên không nói chúng sinh có thị có chung. Trí của Như Lai thấu rõ tất cả chúng sinh không cùng tận, nói Bát Nhã Ba La Mật là không cùng tận, chúng sinh cũng không cùng tận. Đức Phật là nói có bốn loại sinh: một khai sinh, hai đoạn sinh, ba thấp sinh, bốn hóa sinh. Đây là phân biệt để nêu bày thôi, để nói rõ thì nhận biết từng chủng loại chúng sinh trong năm đường nơi ba cõi, tất cả sở hữu đều do hóa sinh, cho nên nói như huyễn, như hóa, như mộng, như ảnh, như biến gian, như bóng trăng trong nước, không có tác giả. Trước tiên phải thấu đạt ý nghĩa này thì mới có thể thành đạo được. Đạo cũng như hóa, tất cả đều vô nguyện, vô tạo, vô tác, vô thủy, vô chung. Nếu nói như vậy thì người mới học sẽ kinh hãi nghi ngờ. Người kinh nghi có ba nhân duyên: một, có ít công đức; hai, không gặp được minh sư; ba, không siêng năng học kinh, hành động theo ý của mình, vướng vào cái ta, chạy theo sinh sắc, tham cầu danh tiếng, lợi dưỡng, vô định, không thành tính. Những nhân duyên như vậy không thể nào gần gũi để đi sâu vào pháp nhẫn. Tất cả hư hoại, không có sở hữu là vô tướng, vô nguyện. Đó là yếu chỉ của đạo. Trí tuệ của đạo ấy lấy không làm trên hết. Học đạo lấy vô vi, niết bàn làm tối thượng. Ba câu này không thể nói cho người mới học đạo biết, vì họ nghe vô sở hữu thì sẽ buông thả tâm ý, không tu giới hạnh, không lấy gì để bảo vệ. Với sâu đức thì lại phế bỏ, nói tất cả đều là không, thì cần phải làm gì nữa? Miệng tôi nói không, mà làm thì trong có.
vì rơi vào chỗ điên đảo nên nói không có công đức. Bồ Tát không ứng với pháp nhẫn vô sinh. Tri thức thiện muốn dạy bảo người mới học thì phải dạy từ từ, nói những việc để họ tự giữ gìn giữ, nói tội phụ của sinh tử, giải thích rõ ràng về năm đường để họ sinh nơi thượng phước, mà việc đều phải hiểu rõ mới có thể giảng nói về đạo đường. Ngày xưa vua Phần Hòa Đàn so sánh với trí của Phật. Đức Phật bảo vua lên nước biển để mài mực, gióp cây, làm bút, viết những gì ta nhận biết làm thành quyển kinh. Dù nước biển khô cạn, cây cối chết sạch, nhưng kinh của ta thì không hết. Vì sao? Vì Phật có trí tam đạt nên tất cả sự việc từ xưa đến nay đều thông tỏ. Kinh Phật rất nhiều, sánh với hư không, trí Phật rộng sâu, không có đầu mối. Những điều giải nói trong kinh thì không thể nghĩ lường, hoặc khi lặp đi lặp lại khó hiểu rõ. Nếu tóm lược thì có 6 việc mới có thể nhận biết được cốt lõi của nó: 1. Chánh đạo, 2. Thiện quyền, 3. Chí giáo, 4. Dù đạo, 5. Phước đức, 6. Cấm giới. Sao gọi là chánh đạo? Nghĩa là nói không có đầu mối, không tạo, không tác, tất cả đều đúng lặng, không có sở hữu, không từ đâu sinh, không hành, không đắc, tự nhiên như vậy, đó là chánh đạo. Sao gọi là thiện quyền? Nghĩa là biến hóa đủ cách, hoặc đi hoặc ở, tùy loại mà sinh vào để làm nhân duyên, hợp thời thì nói ngay, không cần chuyên cứu, mục đích là để hóa độ thôi, đó là thiện quyền. Sao gọi là chỉ giáo? Nghĩa là chỉ rõ tội phước, làm như vậy, được như vậy, tất cả đều do nghiệp, không ai đem đến cả, việc ấy rõ ràng, đó là chỉ giáo. Sao gọi là dụ đạo? Nghĩa là khai mở cho người chưa học được trời bảo hộ, có phước đức, được sống lâu, lợi ích được kết quả trong đời hiện tại, đó là dụ đạo. Sao gọi là phước đức? Nghĩa là tu 6 độ rốt ráo, làm chủ trị 6 căn, chỉ gìn các căn môn thì có thể được sinh lên cõi trời, làm chủ lô thánh vương, luôn luôn được vui sướng, đó là phước đức. Sao gọi là cấm giới? Nghĩa là từ giữ gìn thân miệng, nhiếp tâm, thân không sát sân, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, không ở lâu trong 3 đường ác, đó là cấm giới. Trước tiên hiểu rõ về ý nghĩa ý này thì mới có thể hành theo đạo. Bây giờ kéo lưới trước phải nắm lấy các cái giường mối để cho các mắt lưới chính. Nếu không hiểu điều đó mà sửa các mắt lưới trước thì lưới sẽ bị rối ren, quấy lấy nhau không kéo ra được. Học cũng như vậy, nếu không thông đạt điều cốt yếu, không hiểu rõ những cái phương tiện giảng nói trong kinh thì không thể phân biệt được. Cho nên chê bai nhau, luôn chấp ý riêng của mình, rồi nổi sân giận là mất đi ý nghĩa căn bản, bỏ điều đúng theo điều sai. Người học cũng vậy, không sửa đổi mình cho tránh hiểu đúng thì ít mà sai lầm thì nhiều. Hạng người như vậy chỉ mang tiếng là học mà thôi. Phật dạy, Đức Phật dạy 4 đế: 1. Khổ đế, 2. Tập đế, 3. Diệt đế, và 4. Là đạo đế. Tất cả chúng sinh có biết rõ về khổ mà cứ làm là cứ cho là vui, ở trong tội khổ mà lại muốn được an vui, hoặc giặc làm giặc mà dối trá nó là người hiền để mê hoặc lòng người, nói về hành động được kết quả ngay nơi đời hiện tại. Người học nghe như vậy đều thích thú lãnh hội, lời nói đúng thì nghịch lỗ tai, không chịu chấp nhận, cho nên nó nói chân chánh. Còn mình ngược lại thì ai có thể nghe theo? Không biết tập đế. Người biết tập đế là biết về sự chết, do biết về sự chết nên không dám làm, không biết về diệt đế. Người biết diệt đế là biết về sự chết, do biết về sự chết nên không dám làm. Không biết đạo đế. Người biết đạo đế là nghe về đạo nên làm theo đạo. Tất cả mọi người trong thế gian tạo tội thì dễ mà làm phước thì khó. Họa sĩ làm phước thì dễ mà làm theo đạo thì khó. Người làm theo đạo thì dễ mà hiểu đạo lại khó. Người nói về đạo thì dễ mà hành thì đúng với đạo thì khó. Nên nói là rất khó, rất khó. Phật nói kinh luật của Như Lai gồm có 84,000 quyển để làm lương thực chữa trị các bệnh về thân cầu ý, cùng sinh dạy bệnh chết tất cả chúng sinh. Tất cả các điện ấy đều dạy chúng sinh 2 điều: 1. Ai tạo nghiệp thì phải nhận lấy quả báo; 2. Ai không tạo nghiệp thì không nhận lấy quả báo. Phật nói tội khổ não cho năm đường đến ba cõi đều do ta tạo ra, không phải trời giáng xuống, cũng chẳng phải quỷ thần, vua chúa, cha mẹ, sa môn hay bà la môn làm chi đem đến. Làm tội hay phước giống như bóng theo hình, như tiếng vang dội lại, không mất một mảy may nào cả. Phật nói Vua Diêm La có lòng từ bi rộng lớn, những tội nhân bị đọa trong địa ngục đều vua đều thấy tất cả. Vua hỏi vì sao các ngươi ở trong đây? Các tội nhân trả lời: lúc trước chúng con không biết đi đâu, tự nhiên các thứ xấu ác xua đuổi chúng con đến nơi đây.
xin Vua hãy thương xót cứu vớt tội lỗi cho chúng con. Vua hỏi các ngươi đã làm điều ác gì chăng? Tội nhân trả lời, khi còn sống chúng con bắt chước với cha mẹ, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tranh giành, cầm dao bức bách cướp lấy của người lương thiện, thì bán bậc thánh hiền. Chúng con đã gây ra các việc ác không thể nói hết, lại tin theo thầy tà, cúng tế quỷ thần để cầu phước, giết nấu sinh vật để tế lễ thần linh. Ngày nay chúng con tự nhận tội so với việc đã tạo ra. Vua hỏi, khi các ngươi còn sống, ta đã sai năm sứ giả đi xem xét tình hình trong thiên hạ để chỉ bày, nhưng vì sao các ngươi không vâng theo? Các tội nhân thưa, khi còn sống chúng con thật ra không thấy nghe gì cả. Vua nói, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói về năm sứ giả cho các ngươi. Một, người mẹ trên thế gian mang thai 10 tháng, do đó làm cho thân bệnh hoạn, đến ngày gần sinh sản thì cha mẹ lo sợ. Khi đã được sinh rồi thì giống như từ cõi chết được cứu sống lại, rồi cho bú mớm ôm ấp, rồi đốt ráo, chỗ đó cho nằm, cho con nằm, mẹ dành chỗ ướt, luôn mong con mau được trưởng thành với ba với trăm mối lo âu. Các ngươi thấy không? Các tội nhân trả lời, dạ thấy. Vua nói, đó là sứ giả thứ nhất của ta. Hai, người già trên thế gian sắc diện tiều tụy, tóc bạc căng rụng, mắt mờ tai điếc, thịt nhăn da đùng, đi lòm thòm, các ngươi thấy không? Các tội nhân thưa, dạ thấy. Vua nói, đây là sứ giả thứ hai của ta. Ba, người bệnh ở thế gian nằm liệt giường, liệt chiếu, trăm đau đớn cùng nhau kêu đến, thức ăn ngon cho là dở, các ngươi có thấy không? Các tội nhân thưa, dạ thấy. Vua nói, đây là sứ giả thứ ba của ta. Bốn, người chết trên thế gian như gió đao cắt từng mạch máu, nhổ mạng căn của họ, thân thể đẹp đẽ như vậy mà chết chưa đến 10 ngày thì thịt thối, máu chảy ra, sình trướng, cửa nát hôi thối, không ai dám đụng đến. Khi sống thì yêu thương nhau, đến khi chết lại nhàm gớm nhau. Các ngươi thấy không? Các tội nhân thưa, dạ thấy. Vua nói, đây là sứ giả thứ tư của ta. Năm, kẻ phạm tội trên thế gian bị trói cột, tống vào lao ngục, bị gom cùm đánh đập, nhiều năm độc, dắt ra chợ để giết, hoặc cắt tay, chặt chân, chấm đầu, thiêu đốt, và dùng năm thứ hình phạt. Các ngươi thấy không? Các tội nhân thưa, dạ thấy. Vua nói, đây là sứ giả thứ năm của ta. Vua nói tiếp, các ngươi đã thấy rồi thì nên tự suy nghĩ, thân của các ngươi cũng sinh già bệnh chết, các ngươi phạm tội thì cũng như họ. Hiện tại chịu tai ương, sao các ngươi không hiếu thuận với cha mẹ, không kính các bậc trưởng lão, lấy từ bi làm đầu? Những gì mình không thích thì đừng đem cho người. Ở đời các bậc thiền minh thì phải theo học hỏi quy tam bảo, đem tâm phụng thờ đạo, hạn chế, từ bỏ các dục tình thì mới vượt qua các khổ. Những gì các ngươi đã làm thì bây giờ phải gánh lấy, ta không thể gánh vác thay cho các ngươi được. Các tội nhân thưa, khi còn sống chúng con đã tạo những tội lỗi tày trời, không có thời gian để tu sửa việc ấy. Như bảo người giữ ngục, người hãy dẫn đám người này đi đến chỗ khổ sở nhất. Tên giữ ngục ấy đầu trâu mà tay người, hai chân như móng trâu, hắn rất mạnh, có thể bứng núi, cầm xoa chỉ ba bằng sắt, rất cứng. Cái xoa ấy là để xúc cả trăm ngàn vạn tội nhân vào trong vạc lớn. Vạc ấy cao rộng khoảng 40 dặm, xoa kia giữ chặt không cho mọi một tội nhân nào rớt xuống. Vì tội lỗi chưa hết nên các tội nhân ấy không chết, thì bị vạc đến đấy vạc 100 năm, từ đấy vạc mà đi lên cũng 100 năm, đó gọi là chỗ khổ sở nhất. Các tội nhân chịu tội lại càng khổ sở, phải trải qua hết 18 chúng như vậy. Trong đó nếu tội nhân nào trả hết tội mới ra khỏi. Vua hiện lên nói, các ngươi hãy nay hãy đi đi, nếu làm con thì phải luôn nghĩ đến báo ân, hiếu thuận với cha mẹ. Khi còn nhỏ phải bỏ ác làm lành, giúp lòng tin tam bảo, luôn giữ giới, làm theo đạo, tu hành nhiều công đức, đừng có làm ác nữa, mà phải vào lại nơi đây. Những kẻ ở địa ngục không ai không kêu ai được đâu, phải khéo tự suy nghĩ. Nghe vậy, các tội nhân hoan hỷ cùng hô vạn tuế. Đức Phật dạy, con người nghe pháp nửa tin nửa ngờ, còn hồ nghi lưỡng lự, tiến thoái trở lại vào đường tà thì đều từ cõi địa ngục ra. Người thọ giáo với Diêm Vương vì tính căn mỏng cho nên khiến họ như thế. Dù họ có làm công đức nhưng cuối cùng không khỏi tội xưa. Lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật không quên sót một ai, dù kiếp số lâu xa nhưng sau này
cũng sẽ được giải thoát. Lúc bấy giờ Phật bảo A Nan, ông nên đọc tụng tại địa kinh này và hãy rộng nói cho người để họ mau thông đạt và lưu truyền rộng cho đời sau. A Nan thưa Bạch Thế Tôn, con xin thọ trì kinh này. Tại kinh này đặt tên là gì và thọ trì như thế nào? Phật bảo kinh này đặt tên là Tịnh Trừ Tội Cái Ngu Lạc Phật Pháp. Một nửa tên là Thọ Vô Tư Nghì Quan Bồ Tát Đạo Quyết. Nếu thiện nam thì nữ nào phụng trì trọn đời cúng dường Như Lai thì ở chỗ nào cũng được an lạc. Nếu ai dùng hoa trời như núi Tu Di, dùng các hương thơm nổi tiếng và dùng cờ phướng lụa gấm để cung kính cúng dường Phật, khi như thế tinh tấn không bơ rễ cũng không bằng thiện nam thiện nữ thọ trì kinh pháp này, phụng hành đọc tụng rồi nói giảng giải cho người khác tuân theo cùng hành trì chánh pháp. Ai làm như vậy thì công đức phước đức lợi nhiều hơn sự cúng dường kia gấp ức vạn lần. Phật bảo này A Nan, thường nên lấy pháp cúng dường Như Lai, muốn phụng thờ đại thánh vô thượng thì nên thọ trì đọc tụng kinh này để thuyết giảng cho người, để biên chép thành quyển. Đức Phật giảng nói như vậy, Bồ Tát Vô Tư Nghị Quang thiền với A Nan, tất cả chúng hội A Tu Luân dân chúng trong thế gian nghe Phật giảng nói hoan hỷ, làm lễ lui ra. Khi phước trời đã hết, đò làm trùng cổ bò giống như các ông điền chủ khâu vào bồ đầy tràn. Nếu ăn mà không trồng, lúa hết sẽ bị đói. Hưởng phước cũng như vậy, phước hết đọa đường khổ, thân người rất khó được, đủ căn lại khó hơn, trăm kiếp lại trăm kiếp thì mới được làm người. Mất giới là mất thân, nhưng còn vướng nhân duyên, vì không biết nhàm chán mà chịu khổ liên miên. Loài bò bay mấy cửa đều cùng một phần thức, tội không cho mà lấy, vay mượn rồi không trả, chống cự người dạy bảo, đánh đập xúc chạm người, qua lại trong xúc sinh. Khổ ấy khó nói hết, Phật nói khổ ngạ quỷ, không gì bằng quỷ đói, tìm ăn uống khắp nơi nhưng không nghe cơm nước, thân cao một do tuần, lõa hình tóc phủ thân, sang tham ăn một mình nên đọa thành dây đen, giữa hai núi thiết vi, sau kính lại tối tăm, thần thức đọa trong đó không thấy mặt trời trăng, qua lại không thấy nhau, chỉ nghe tiếng kêu cào, tất cả tiếng xấu ác, đau thương cho tình người. Đã được làm thân người phải chịu các khổ não, đuôi mù điếc ngọng câm, què hoặc đi không được, dù có pháp giải thoát nhưng không thể vào nghe, luôn luôn chịu khổ ấy, lưu chuyển như bánh xe. Làm người tuy đủ căn, đẹp đẽ giỏi thông minh, mà tài kiến điên đảo, không tin có kinh Phật, và làm kẻ đồ tể, ham rượu đắm dục tình, khi đến gặp Diêm Vương, tội rất là đáng sợ. Biên địa không đạo đức, cha con cùng giết hại, gia đình bán lẫn nhau, người thân làm tôi tớ, nuôi để mà sai khiến, đồng tịnh thì đánh đập, tuy được làm thân người nhưng không khác xuất sinh. Thế gian chuyên làm thiện mà không thầy và pháp, sẽ sinh trường thọ thiên, không hình nhưng có thức. Tuổi thọ tuy kéo dài lại gần cận ba đường, sau làm trùng loài lương, ăn uống bằng bùn cát, ở trong tám chỗ nạn, khó trở lại làm người, như rùa mù trong biển, muốn gặp bọng cái nổi, sống chết đọa A Tỳ, mới tới lại đi rồi, gặp pháp đã diệt tận, xin vào chỗ không phận, khi thuyền pháp sắp diệt, tư duy như cam lồ, tinh tấn và nỗ lực, tri thức thiện làm thầy, tinh tấn là sức mạnh, trời sáng như mặt trời, cam lồ trừ các độc, cũng diệt trừ năm ấm, nếu ai có lòng tin sống trong giáo giới Phật, liền có được đạo thông để mở cửa cam lồ. Tiếng cam lồ vang ra, xong thông suốt cả pháp giới, đã mở cửa giải thoát, nhưng phải chánh ý hành, nhất tâm nơi hiện tại, hành đạo chưa gián đoạn, ý người như các cân, thường giữ cho cân bằng, tư duy chỉ và quán là ánh sáng thế gian, chắp tay và cúi đầu, bao cõi cùng lễ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.